Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách fix iPhone bị treo táo Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Bước đầu tiên thì các bạn bấm vào nút tăng âm lượng Nút giảm âm lượng rồi các bạn bấm giữ một nút nguồn nha Hoặc là các bạn có thể bấm vào nút tăng âm lượng và nút giảm âm lượng cùng một lúc Rồi các bạn bấm vào nút nguồn cùng một lúc luôn ba nút các bạn bấm cùng một lúc nha Các bạn giữ khoảng 90 giây đó khi nào mà iPhone của mình nó tắt á, thì các bạn thả ra nha còn đối với những iPhone mà nó có nút Home á, thì các bạn bấm vào nút Home rồi các bạn bấm giữ vào nút nguồn đồng thời cùng một lúc nha. Và mình lưu ý nha, khi các bạn áp dụng cách này thì các bạn cũng nên cắm sạc vào. Rồi, bây giờ thì mình sẽ khắc phục cách mà mình thường xuyên làm nha. Đó là mình bấm vào nút tăng âm lượng, giảm âm lượng rồi mình bấm giữ vào nút nguồn. Các bạn bấm giữ liên tục, chừng nào màn hình của mình nó tắt là các bạn thả ra. Rồi màn hình tắt mình thả ra nha Rồi bước này thì các bạn đợi cho iPhone của mình nó khởi động lên lại nha Và trong quá trình mà các bạn fix iPhone bị treo táo á Thì các bạn cũng nên cắm sạc vào nha Rồi bây giờ vuốt lên để mở khóa này Mình vuốt lên Rồi mình nhập mật mã Vừa rồi thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách fix iPhone bị treo táo Chúc các bạn thành công. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.